sau thời điểm này thì nói chung là cái ghế nó thay đổi, nó đẹp hơn. Một năm anh Hưng đã tới Bồ Tu để nâng cấp một vài hạng mục như là cách âm, cách nhiệt, độ sàn và một vài phụ kiện khác cho xe của mình, đúng không ạ? Đúng rồi em. Tại sao mà tới thời điểm này anh mới quyết định mà nâng cấp ghế limousine cho xe của mình ạ? Sau thời điểm này thì nói chung là cái ghế nó thay đổi, nó đẹp hơn và thấy ưng ý cho mình mới làm. Dạ, đây là cái mẫu ghế Crystal 4.0 của Hồng Y. Đây hiện tại là mẫu ghế hot nhất hiện nay mà được rất là nhiều anh em chủ xe sử dụng. Và sau khi mà đã trải nghiệm á, thì anh có cảm nhận như thế nào về sản phẩm này ạ? Sản phẩm này anh thấy ok, thoải mái, ngồi thoải mái, đẹp. Dạ, còn về kiểu dáng và màu sắc thì có cũng hợp với màu trắng với xe. Anh cũng đã theo dõi các anh thợ kỹ thuật đã tiến hành thi công cho xe của mình, thì anh có cảm nhận như thế nào về tay nghề thợ tại Bồ Đô Tu ạ? Nói chung là thì anh cũng làm Lô Tu này cũng nhiều xe rồi, thì ở đây thì nói chung là ok, làm cũng chịu khách hàng rồi làm tốt, nó sản phẩm thì ra là đẹp, uy tín. Hồng Y Limousine an toàn, thông minh và sang trọng. Mà chú không có làm chú chỉ làm sơ thôi, làm sàn rồi làm này kia nọ năm ngoái á. Rồi năm nay rồi lên thấy cái rủ ghế đẹp quá, lấy lên mạng thấy đẹp quá rồi chú mới lên làm lại. Nhưng mà làm mấy cái vụ trước là chú làm dán pin hả? Dán pin rồi làm sàn, cách âm. Một năm trải nghiệm chú cảm nhận như thế nào? Cũng ok. Chú giới thiệu bạn bè lại đây nhiều quá. Em chú cũng làm chiếc nó chạy chiếc Ford Everest đó, nó cũng làm ở đây. Đa phần khách của bên con là đa phần là giới thiệu nhiều lắm.